Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng chính những giá trị giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và tự đưa ra những giá trị đánh giá cho chính bản thân các bạn trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất, đó là dễ mất tiền, và đơn giản chính bản thân các bạn sẽ là người tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện á quân Forex thế giới, hero trader hoặc là chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex mà ra ngoài chỉ dùng mồm dùng mõm để chia sẻ minh chứng về những giá trị ảo trên thị trường mà không cho nhà đầu tư theo dõi, nhìn nhận và thấy rõ được về mọi giá trị kiến thức ở trên thị trường giao dịch Forex này. Họ phải vận dụng, áp dụng vào trong thị trường và sâu phun toàn bộ những giá trị tài khoản của bản thân họ để nhà đầu tư có thể đánh giá, có thể nhìn nhận, có thể thấy rõ được về những giá trị giao dịch của bản thân họ trên thị trường về đầu tư. Và cũng chẳng có chuyện thị trường giao dịch Forex này là gì nhỉ? Tham gia vào là có thể dễ dàng tạo được ra lợi nhuận và đơn giản tạo được ra những giá trị ở trên thị trường mà không cần phải cái người thầy họ phải cho nhà đầu tư theo dõi, đánh giá, nhìn nhận ở trên thị trường. Thì xin lỗi nhà đầu tư, trả giá đó là điều hiển nhiên của bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Và cũng chẳng có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như học vừa xong ra ngoài dăm bữa nửa tháng là có thể tạo được ra giá trị lợi nhuận, giống như những kẻ đang lừa đảo bịp bợm chúng ta trên thị trường, nói rằng thị trường này dễ và đơn giản, chỉ cần học xong phương pháp của bản thân chúng vài ba bữa là có thể tạo được ra những giá trị lợi nhuận cho chính bản thân các bạn trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, đây chính là cả một quá trình rất dài của bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào cần phải thấy rõ được từ những bước ban đầu khi tham gia tìm hiểu về thị trường. Cái người thầy họ phải vận dụng, họ phải chứng minh, họ phải cho chúng ta thấy rõ về mọi vấn đề ở trên thị trường này bằng chính những kỹ năng giao dịch, bằng chính những tài khoản và bằng chính những kết quả trên lịch sử của bản thân họ giao dịch xuyên suốt một thời gian dài. Nếu có chuyện giao dịch vận dụng chỉ bằng lời nói, bằng mồm lên phân tích vớ va vớ vẩn ở trên thị trường thì đó là giá trị ở trên thị trường về đầu tư này. Tất cả đều phải là những thứ mà chúng ta cần phải đánh giá, cần phải thấy rõ, cũng như cần phải nhận định được rằng người đó có kỹ năng, có khả năng và có những kết quả thật sự hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Có như vậy thì bản thân chúng ta mới hiểu để mà áp dụng, hiểu để mà đánh giá, hiểu để mà gì nhỉ, nhìn nhận, hiểu để mà đi đúng cho chính cả một chặng đường rất dài của bản thân mỗi các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này. Em ơi, hai vào nghe đi rồi sạc tranh cái này cái.
Nghe sạc pin này. Mẹ ơi. Nhân này, mình lấy cái kia ra đi. Cái gì? Lấy cái này, mình lấy cái này ra cho. Lấy cái gì? Cà phê ngon này, đúng uống chất luôn này. Thank you.
Mày không thấy có những lúc nó mua hai quần xịt về nó mặc luôn. Đi ra chạy tiếp rồi đi.
ngồi đâu. Thích ngồi đấy, lại là thích ngồi. Đi xong máy máy rồi lấy sẽ đặt lên rồi không ăn bắt to pick. Remaining. There is only one true.
Empire. I need backup. The galaxy needs to be patrolled. Advance on the enemy. Your first blood. Go. Whoa. The enemy has been defeated. Keep an eye on the enemy. Keep an eye on Abyssal Dragon. Hả? Có người gọi à? Mai nó về. Bật tiếng à? Bật tiếng à?